Rồi, alo, xin chào tất cả các bạn. Mình là Đá Bắt Đầu, rất vui được gặp lại các bạn trong video ngày hôm nay ha. Thì hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau chơi đánh bài tiếp. Rồi, có cảm ơn bạn nào đó đã hướng dẫn mình cách tìm ra mấy cái lá bài linh hồn trong cái bản mod này ha. Thì nói chung qua đây nó thành mấy cái con Dragon Rural hết. Rồi, ok. Rồi, ok, không nhận là lá bài hệ hạ, linh hồn của lửa qua đây mạnh dễ sợ luôn á. Nó ra con rồng này các bạn. Nó ra con rồng này nó hơi bị đỉnh luôn á, chứ đừng có đùa. Để coi nào, giờ con nào thủ mạnh thì con nó ra sân vậy. Sao có lá hồi sinh rồi, không lỗ đâu, lỗ cái effect của nó thôi. Rồi ok. Tại chơi Yugi bữa giờ để ý rồi, anh ít khi thủ lắm, đa phần là anh đánh thế công không à. Now, I'll set a card. Đây, dở là sinh lên luôn, sợ gì? Rồi, có hai lá úp xuống thì cũng không biết có phải là có lá nào là phép hay không, thì để mình chơi trước luôn cho lẹ. Đây, úp một con xuống, con này để dành bắn. Cũng để ý là chơi bộ này tương đối lợi, tại Yugi anh hay xài con này. Thì ví dụ như mình dùng nhiều con mạnh quá đó thì mình không bắn được ảnh. I activate my spell card. Rồi ok, nó cũng làm xong nhiệm vụ của nó rồi. Hay à. I end my turn. Rồi có qua bồ cu ở đây không sợ. Có gì đâu anh. Rồi dở lên. Đâu, con này là con chi? Ai đó là Dust Tornado, cứ tưởng nó là gì. Đây. You're going to special summon? Ngon lành cành đào. You're going to activate a spell card? Mượn luôn lá này để chơi. Thế là ngon. Dust Tornado thì có gì đâu nguy hiểm. Chơi luôn, không sợ. Rồi đây. Con này đó là tên là Blaster, nó nên là con rồng ca trị lửa đó các bạn. Nhìn nó thôi là thấy đỉnh rồi. Rồi xong. Kết thúc ván này nhanh chóng luôn. Đúng là sức mạnh của lửa. Mấy con này nó 1600 lực chiến đấu nó vừa đủ nè, cộng cái sân nó lên thành 2100 là chiến đấu rồi, khỏi chê luôn. Cái này là huynh đệ của lửa mà nó dùng sức mạnh lửa, mà lửa là của con Goliath. Chà, thiếu tí để chút đỉnh à. That was a good attack. Rồi ok, lượt xạ ảnh quăng ra kia ghi ra mình cũng hơi mệt. Rồi hay quá. Anh phá lá này mình không lo, anh phá lá này mình mới mệt à. Rồi ok, vô tiếp. Bốn lá bài mà nét bài à, anh xếp cái bộ bài này. À bộ bài này là bộ bài gì vậy? Rồi thôi cũng không sao. À, được rồi, cho con này xả một phát thôi, tội nghiệp ảnh. Ảnh xui mình không nên tận dụng cái xui của ảnh để mà fatality các bạn. Cho đánh một đòn để kết thúc thôi là được rồi. Rồi, ok. Set a card. Chả mấy khi thấy anh úp xuống ta. I end my turn. Rồi đây, ok. Úp con này xuống luôn. Chơi bộ hỏa thì có dịp xài con này, hoặc là chơi bộ thực vật cũng được. Rồi đây coi anh có phép thuật gì hay ho nào. À đây là bộ hiệp sĩ. Rồi ok, hiểu rồi. Rồi ok. Anh mất nữ hoàng rồi. I end my turn. Rồi con này ra sân luôn. Không cần phải úp xuống.
À quên, con này với con kháng phép, con này là con chống thủ. Nhầm rồi, con này là con gấu chứ không phải là con Goria. À dạ, nhầm lẫn thiệt là nhầm lẫn quá đi. Rồi thôi kệ không sao, chơi thì phải có lúc nhầm chứ, chơi lúc nào cũng tỉnh táo thì còn gì nữa đâu. Xóa tí đi các bạn, sắp tết tới nơi rồi. Rồi ok, thủ phải không? Rồi thủ đi, sao cho đòn phản đòn đó, không con này cũng không mạnh lắm. Thật ra đòn phản thì cũng không phải là quá mạnh. Ê chờ, quên mất, quên mất, phải chờ bữa nay sao nhỉ? À rồi ok, coi như mình phá được một cái lá phá trap của anh là cũng đỡ lo. Rồi ok, vậy đi. Rồi xong, không bắn hai con kia đâu, sợ thủ 2000 lắm. À chỉ công chi thuật, cứ tưởng chiêu gì lợi hại. Rồi ok, kế tiếp anh trai. Flip summon. Con gì đây? À là con này. The effect activates at the same time. Con pháp sư này nhìn xấu quá, nó xấu còn hơn cả con bọ thịt người luôn. Luckily, I have this card. I offer a monster on my field as a tribute. Rồi con gì đây? À tưởng gì Summon Kun, lá bài đặc trưng của Yugi. No. Rồi xong. Rút 5 lá bài ra chơi cái đã. Rồi kể như dáng này không lỗ. Đây em còn mấy bà sơ chưa dùng tới đây, anh bình tĩnh. What? No. Rồi có một lá thì đủ phá rồi. I end my turn. Đây. You're going to activate a spell. Ăn em mà dễ à. Phá thế. À trời ơi, thương tướng lớn gặp nhau. You're going to activate a spell card. Đây. Bum bum bum. Rồi xong. Con này ra trước. Thằng con này tên là pháp sư. Có bạn nói là con này phải qua Master Duo mới mạnh, còn con này bên đây nó chỉ là quái thường thôi. Rồi ok cũng được, sao cũng được, mình dễ tính lắm. Như là thấy là nó là một con quái như vậy là với mình là đủ tiêu chuẩn rồi, mình chả cần yêu cầu gì hơn anh với nó cả. Về bài vậy là mạnh rồi. Rồi ok, mong chờ gì hơn nào các bạn. That was a good attack. Rồi, ok. Ai chà, dữ dằn vậy ta, nhưng mà cũng xuống hố. Con rồng này bự vậy cũng phải xuống cái hố 25cm rồi các bạn. I activate my spell card. Phép gì nữa? À, ai cho vô? Oh no! Cái này để dằn các bạn. À anh còn à, hay quá, mình lại dừng được cái lá hồi sinh của anh. Đây chưa, mình nói mà. Oh, no. Ra bài là không có lỗ. I end my turn. Rồi chẳng cần tới nó nữa, xong rồi. Coi như là mình hên, mình dừng cái lá hồi sinh của anh luôn là coi như thành công rồi. Rồi một con rồng nữa ra sân. Này linh hồn này, cái này còn kinh hơn linh hồn của lửa nữa các bạn. Ây da, thiệt là lợi hại quá. Ok, thế là chúng ta giành được chiến thắng. Rồi ok. Ok ok, con này là nó cũng khá là hay nè, mà nếu như kiểu chơi bản bên bản Legacy, bản này thì nó chưa hay lắm. Con chó này thì quá tuyệt vời rồi, mình khá là thích nó. Nó trong đồ âm chơi đồ âm là có nó là khá tuyệt vời. Con này thì công thủ diện toàn, mà tại vì nó nhiều sao quá, gọi nó ra thì thấy hơi uổng. Tại tính ra nó cũng ngang ngửa rồng trắng mắt xanh rồi chứ mấy. I'm proud of you. Your skills have greatly improved.
I can see that you'll make an excellent duelist. Rồi, ok. Anh em mình giao lưu thêm một cặp nữa nào, mới 10 phút à. I hope you come prepared, because it's time to duel. Rồi, ok. Vô. À rồi, gãy kéo mình rồi các bạn. Không sao hết. Quan trọng là thắng ở đây chứ thắng ở ngoài không quan trọng. I end my turn. Rồi đây. Đây. Và đây. Có gì chết thì gọi con này lên lại không sao cả. Ờ ok, cũng nghi ngờ rồi. Coi nào, không có lá nào. Mình để dành cái lá này trên đây đi đề phòng các bạn. Ảnh quăng cái chổi ra mình cũng mệt. Vì ảnh summon thì mình rất biết ơn ấy. I activate my spell card. À rồi cái này cũng được. Rồi xuống hố luôn. What? Xuống hố nha chú em. I switch it to attack position. Con này thì không dọa được mình đâu. Sao hả? Dở lên không đúng lúc rồi nha. Rồi. Có một lá. Rồi khoan đã, úp xuống để đề phòng. Ai biết anh úp xuống cái gì, Yugi là hay xài Marufo lắm. À không phải Marufo mà là cái này hả? Rồi thôi cũng được. Dù ai ít xài lá này mà thấy Yugi xài hơi nhiều nha. À rồi ok, một con gì đó trông cũng khá là kinh. No 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 no. Đó anh em mình mỗi người bỏ xuống một con có gì đâu mắt tròn xoe thế. Giật được con này luôn là coi như không lỗ rồi. Con này mà bị debuff chỗ này nó cũng thủ không có được rồi. Tại vì cái điểm thủ của nó 1.500 thì chả phải là quá ít hay sao. I end my turn. Rồi nào tự buff sức mạnh cho mình lên. What? Rồi đây ưu tiên cho hiệp sĩ lửa đi. Cái lộn chỉ huy rồi hiệp sĩ đi chứ lộn. Rồi ok. Phát thứ nhất đi. Con này nó xấu thì nó sẽ búp cho những con khác. Rồi sau phát thứ hai. Thêm hỗ trợ của cái này thì con này cũng phải đi. Thật ra không có cộng 300 vô vẫn đi. Tại con này nó điểm công nó 800. Mình lấy được của nó 400 cộng vô là mình đủ phá rồi. Tại lực công nó vậy là thành 2.400. Rồi xong dáng này là coi như anh chịu chết rồi đó. Rồi xong. Thế thôi. Công nhận là sức mạnh của lửa đáng sợ thật. Ủa bài này phải nói là quá mạnh luôn á. Rồi xong. Mà tính ra là ảnh thua là tại vì ảnh dễ đánh bài quá thôi. Chứ ảnh là không dễ đánh bài mình cũng không thắng dễ vậy đâu. Tính ra Yugi vậy mà chơi xếp xét cái bộ bài làm sao mà dễ. Thế mình thấy còn yếu hơn bộ bài của Maric. Bộ bài của Maric còn đôi khi còn làm khó được mình. Nó là bộ bài của Maric khá là ma le. Còn bộ bài của Yugi là sức mạnh thuần túy. Mình không thấy cái sự ma le trong cái bộ bài của Yugi các bạn. Rồi gọi được con này ra thì cũng ghê đấy. Nói chung là những cái lá bài đặc trưng của ảnh không lại. Dù như là Dark Magic Gun nãy này là con này là skill. Mà Dark Magic Gun thì cũng khá là ngon đấy. You're going to activate a spell card? Rồi ok. Quăng con rùa ra. Quăng một lá này ra. Rồi tạm thời ngoài chơi. Để coi ảnh ra cái gì. Rồi có tính bắn không đó. Ok. Ảnh không có lá chống. Ảnh không có cái lá nào cái gì cuồng phong hay Duskado rồi. Mà đúng là chẳng mấy khi thấy AI nó xài lá Duskado nha. Đa phần nó xài cái lá Tycoon thôi mà. Thành ra là nó xài cái chơi với Yugi thì mình thích hơn chính chỗ này nè. Rồi quăng ra. Rồi thế là xong. Nhiêu đây là đủ. Mỗi người một phát. That was a good attack.
À, hiệp sĩ thì đúng là phải có giáp rồi. Đúng là nơi có con chỉ huy đội hiệp sĩ nhưng mà thêm cái thiết thủ giáp vô nhìn nó thấy ghê. Ghê thiệt chứ đùa đâu. Nếu như mà mặc dù biết là cái giáp này là dành cho con Hồng Nhãn Long cơ nhưng mà mặc cho nó cái giáp này phù hợp với tất cả mọi đối tượng luôn á, chứ đùa đâu. Rồi nó cho anh rút bài đi. Rồi rút con nào đó mạnh mạnh ra xíu anh trai. Rồi ok cũng được. Sức mạnh của rồng quả nhiên là đáng sợ, nhưng mà so với mấy bà sơ thì con rồng này nó cũng bình thường. Đây rồi. Mà con này sau khi nó gồng lên kiểu này rồi thì lượt qua lượt là nó chết. Rồi. Phải đề phòng thế giới bị phá hoại thôi. Để xem nào. Biết ngay không? Anh úp cái tráp xuống là phải coi chừng liền. Rồi. Không sao cả, mình vẫn còn lá này ở đây với đây. Chỉ huy đội hiệp sĩ thì giờ mình có nhiều lắm. Con này nó bên bản của Zoe với Kaibai, nó là con Chimera nha các bạn. Tức là cái con Chimera mà Little á, cái con mà cộng nhỏ nhỏ xíu á. Ê trời ơi. Ai chào quả này chơi hơi đau nghe không anh. Ở gần anh cũng mất lá mà dở lá thì lên anh em mình thiệt hại ngang nhau. Anh bỏ cho mình vui mình bỏ con này. Rồi cho anh bắn hai phát đi. No. Bình thường anh ơi, những đòn thế này không hạ được em đâu. Rồi, ok. Để coi ảnh còn võ công gì nữa. Quăng luôn con này ra. Cho biết mặt anh hùng. Rồi đây, phát thứ nhất. Anh mất Myrocore rồi. Anh này thì không có thói quen xài cái mặt nạ nhưng mà rít thành ra mình không có sợ. Rồi, ok, tiếp tục, vô. There must be something I can do. What? Rồi, đây. Anh chỉ có xài cái lá bật ngược lại thôi. Nhưng vô là cái lá chuyển hướng tấn công á, với lại cái lá Myrocore. Ok. Cũng lợi hại. Rồi, ok. Tiêu cái thiết thủ giáp của mình rồi. Nhưng mà không sao, mình đang có Raikiri trong tay thì mình không sợ ảnh. Ảnh bắn chết con này thì ảnh cũng lỗ. Rồi có thủy độn mới đề phòng luôn. Mặc dù mà mình đang chơi bộ hỏa nhưng mà vẫn phải dùng thủy độn các bạn. Cái lá đó là cái lá cứu sinh đấy. Rồi đây. Úp xuống cho vui thôi. Chứ ảnh tầm còn đủ máu để mà chịu trận nữa. Rồi thế là xong. No. Một con goblin. Con này thì có từ bản của Zoe rồi. Con này khá là hay nè, nó có thể tự special summon nó ra luôn, đỡ ra lượt, coi tốn lượt của mình. Khá là hay. Hai con này thì tương đối mạnh rồi ông nói. Còn con này thì đúng là hàng mã để chưng các bạn. I'm proud of you. Your skills have greatly improved. I can see that you'll make an excellent duelist. Rồi, ok, nhỏ. Rồi, anh em chiến tiếp. Every deck has a chance to win, as long as you believe in the heart of the cards. Let's duel. Rồi, mới nhiêu đây thôi mà, đáng gì đâu, chơi tiếp. Trời ơi. Rồi, lần này mình thắng, cắt đứt cái bao của ảnh rồi. Trời đất, ra bài xấu vậy. Rồi thôi kệ, lâu lâu cho ảnh hên lần đi các bạn, tội nghiệp. Chơi Yugi vậy tại ảnh không có giật bài, nên là đem bài nhiều theo thì mình cũng không phải là ý hay cho lắm. Rồi đây. What? Cũng may cho mình là ảnh thủ đấy chứ. Aha,
hay đấy. I end my turn. Rồi, con này là chống phép đúng không? Rồi, ok. Cúp một con này xuống thôi là đủ lắm rồi. Để coi con này là con chi. Flip. Ồ, anh cũng xài con này hả? Không nhớ là anh có xài con này nha. Rồi, hay đấy anh trai, em thích. Cái này hay các bạn. Rồi, ok, để cho anh bắn ngược lại mình. Flip 7. Con gì đây? À, quên mất là con này nữa, anh gọi con này lên rồi. Rồi, đủ 3 con trên sân rồi, anh tính dùng 3 con này để làm gì mình đây? Wow, một con gì đó trông khá là kinh đấy chứ. Rồi, hay đấy ông anh. Nhưng mà em có chiêu này. Gắn vô. No. 200. Không nói nhiều. Giỡn với em mà được. Để coi. Con này là con gì ta? À, con này nó thay cho mũi huyền thoại qua đây, nó thành được gọi là con Dark Red Enchanter các bạn. Tức là bóng đen nhưng mà mặc áo đỏ các bạn. Nó là dạng một dạng pháp sư ấy. Rồi, ok. Nhiêu đây là đủ lắm rồi. Rồi, thôi blip cái gì. Còn gì nữa đâu mà blip. Còn gì nữa đâu mà blip anh ơi, anh làm tàn quá. No. I activate my spell card. Cái gì đây? Change of heart. Ê trời. Ê, pha này hơi đau nha ông anh. With this card, I can't fail. Biết là anh bắt về anh xung quanh rồi mới nói hơi đau chứ anh bắn mình đâu có gì đâu đau. Rồi thôi không sao. Ồ, anh lấy con này anh bắn mình là anh được rút bài nha. Mình khá là thích con này, tính cho sắp sửa tới đây là chơi lại bộ pháp sư à. Mà chỗ đó đúng là mình sẽ gọi đó bộ là bộ bài Dark Magic Finger luôn á, chứ không phải là bộ pháp sư không thuần túy nữa. Rồi, ok. Em đã thích con này rồi, ông anh còn để kiểu này nữa là khác gì mời em lấy đâu. You're going to activate a spell card? Rồi thế cho thằng em anh cảm ơn. No. Rồi gọi con này ra sân luôn cho bà con nể mặt cái coi. You're going to special summon? Rồi úp con này xuống. Con này xuống luôn. What? Rồi gắn vô cho con này nó mạnh thêm chút cho vui nhà vui cửa cái coi. Rồi ok, bắn. Bản thân nó tự búp nó thêm 300 nữa nha các bạn. À đó, con này hồi kỳ nó là linh hồn của lửa đó, thì nó tự cộng cho nó thêm 300 nữa, từ 1.700 lên 2.000. Nó ngược lại với con linh hồn của đất, như linh hồn của đất mà qua lừa của đối phương nó mới tự cộng cho nó. Thành ra nó khó bị diệt hơn. Ôi trời đất quỷ thần ơi, sao mà tỏ thế. Rút đúng lá mình cần luôn. Rồi đây, mời anh lên Hỏa Diệm Sơn. Ăn bít tết với em nha. Hỏa Diệm Sơn này là Hỏa Diệm Sơn ở Việt Nam á, chứ không phải Hỏa Diệm Sơn bên Tàu đâu, khỏi lo. Cái gì đây? Oh. Phá lá này không lá, phá hết này chi. Gớm khổ không anh. Nãy giờ không có tráp gì úp xuống là thấy anh dở rồi. Rồi thôi em mượn nó bài này tí. À là con này. Tưởng gì, hóa ra là con này. Rồi mảnh trường sông pha. Lấy lại con này chơi. Rồi dùng luôn. Tính là cho con rồng kết thúc ảnh, nhưng mà thôi mình ưu tiên cho con này tí đi. Không phải là muốn là ảnh buồn bằng là chính lá bài của ảnh đâu, mà thật ra tại mình thích con này thôi. Với lại chỉ muốn xin thêm lá bài, coi lá tiếp theo là lá gì mà. Với lại dây ra đòn chất liệu ảnh thì nó nhẹ hơn cái con bằng con này. Nó có 3.550 thôi, ấy là 3.050 thôi, còn con này tới 3.600 lận. Nói chung là thương ảnh lắm mới ráng quýnh nhẹ đấy. Với lại máu ảnh đang còn nhiều, thành ra là như đòn đó là tính ra vẫn còn nhẹ. Tại cái lượng sát thương dư ra nó không nhiều. Rồi vô thấy ra được cái lá này số là mình mừng rồi. Rồi đây, con này nằm xuống trước. Chứ dùng nó để lấy bài thôi chứ cũng chả quan tâm tới điểm công, điểm thủ của nó. Con này 4 sao nha các bạn.
Con ba mắt mới là mới là ba sao. Rồi ok. Rõ công gì nữa đây? Ây chà, dữ dội dữ vậy sao? Nhưng mà em có con này. Phá. Rồi thì thôi, mất bài thôi mà. Con này qua đây nó hệ âm mà nó không được búp nữa. Con vua chú lửa đi với con này sẽ hạt hơn. Rồi đây, mình lấy thêm một con đội chữ đội sĩ nữa ra. À quên, con đó thủ 1900. Con này là con nào nó chỉ lấy được những con thủ dưới 1000 nè. Để coi. Đây, dưới 1500 thôi. Quên đấy. I end my turn. Rồi ok. Ok. Dạ yeah, ok luôn. Rồi vừa rút bài lên là ảnh vừa rút bài cái là mình được dùng chiêu liền. Qua bản Legacy nó tới M1 mới được dùng. Còn đây là được rút ngay ở tờ chữ giờ bờ. Hay. Phen này thì dở rồi nha ông anh. Ăn nguyên chùm lũ đạn đây. Đây là phát minh của nhà phát minh Đạt Giang Tây. Cái này là gọi là đoạt mạng. Để coi. Đoạt mạng 8000 đi. Cái kia là đoạt mạng 3000. Đây là đoạt mạng 8000. I end my turn. Ây chà. Rồi dở lên chơi. Bắt ảnh bỏ xuống lá nữa. Rồi mình bỏ cái bình. Ảnh bỏ con này là thấy thành công rồi. Rồi ok, tăng chiến lược lên. Rồi con này có thủ 2000 mình cũng không sợ. Trời ơi, là con này à. Rồi thôi cũng sao, cho anh lấy lại lá phép á. Tưởng gì lấy con này, món quà của thiên thần. Chơi con này dễ mà dễ hết bài lắm. Chưa kể là đụng cái lá phương, nó có với phương mà nó có lá cái báo quan tài á. Hoặc là cái lá bài mà ma vương của Zoe á, là nó kéo hết máu lẹ luôn. Nhưng mà dùng cái lá đó, món quà của thiên thần đó thì cũng hay thiệt. Nhưng mà nó chỉ dùng để gì chơi với thần sức mạnh đó thì ngon. Chứ nếu mà không dùng như thần sức mạnh mà dùng con để rút bài cho nhanh thì dùng con này đôi khi hơi rủi ro các bạn. Ê trời đất ơi, không có khăn phép ở đây. Pha đã chơi hơi đẹp. Rồi ok, đẹp lắm anh trai. Thằng em của anh bái phục. Cái gì nữa đây? À là cái con tắm mưa. Nhưng mà bây giờ làm gì có con bái hỏa mà hút sư ở đây để cho anh làm tàn. Cái lá này nó phải đi với con bái hỏa ma pháp sư hoặc là đi với con chú lửa. Chứ còn không thì làm gì mình. Rồi 500 thì 500. Em lấy của anh 1700, coi như em lợi 1200 rồi. I end my turn. Con này là chống phép hả? Rồi thôi, phép còn cái gì nữa đâu để mà chống. Chơi. À con này là chiên phá tráp. À anh phá con này. À, cũng nguy hiểm đấy mà không sao. Mình khá là thích con này luôn nha. Nếu mà so với con Trap Master thì con này ngon hơn. Chức năng y chang nhưng mà có điều là con này chỉ số ngon hơn. Hai đứa cùng hệ thổ luôn. Now, I'll set a card. Ai chà, một lá nữa. I end my turn. Rồi. Ok, bất quá cho con rùa này nó chịu trận vậy. À thì ra là miễn chiến bại. Rồi ok, cũng chẳng lỗ. Vô là có mấy chơi theo hệ á các bạn. Mình bút vô khá là kinh. I end my turn. Chứ các bạn chơi theo cái thuộc tính, cái loại chơi thuộc tính nó ngon hơn. Còn chơi theo hệ dưới đây nhiều khi nó không có vừa ý mình. Rồi, phong ấn anh luôn. Có bạn chỉ là mình dùng lá hai con mắt thì công nhận cái lá đó cũng hay thiệt. Nhưng mà con điều là nếu mà so với cái lá phong ấn này, chẳng thà mình phong ấn nó luôn. Chứ còn giờ vụ mắt nó phải dở bài lên cho mình coi. Rồi hủy cái effect của nó thì tính ra là cũng không bằng. Rồi đây cho con rùa táp ảnh một cái. Rồi xong, rồi sau đó cho con kiếm sĩ, đúng rồi, đội trưởng đội sĩ này nó chém phát là coi như là xong.
con này là chỉ huy lực lượng hiệp sĩ mà đâu có vừa. Rồi ok, nửa tiếng rồi, nói chung là mình sẽ ngưng video khoảng nửa tiếng để cho các bạn xem đỡ ngán. Còn bạn nào mà muốn xem nhiều thì một ngày mình up nhiều tập mà các bạn có thể xem thoải mái. Với lại cũng 3 trận rồi, đúng là 3 lần chơi rồi, coi như là nãy giờ là 6 trận rồi các bạn. À cho lỗi, tốt, cảm ơn. Ê là, à đúng rồi, 6 trận, tại mình không có dáng nào để thua cả, 6 trận. Trời ơi, đừng ở đồng nào nó ra này. Cái bạn nào biết xài lá này chỉ giùm mình nha, mình không biết xài lá này. Cái con này thì mình mới lớn ngớ biết xài thôi mà cũng không thích nó lắm. Wow, you won! Barely. But you pulled it out in the end because you never gave up. Rồi, cảm ơn lời khen của anh. Rồi, ok, gặp lại các bạn trong những video tiếp theo ha. Bye bye!